Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft. Và kế bên cạnh của mình là mèo Simi và Sammy Cute. Và kế bên cạnh của mình nữa chính là Kyron xấu trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft. Cái gì mà đẹp trai nhất, vũ trụ trai nhất vậy? Trời đất ơi, người ta vô đây để ta quay clip, vô đây bị phỉ báng. Trời ơi trời. Ôi xin lỗi bà, trời ơi cay, mong manh dễ dở vậy, thôi vô lại đi, xin lỗi, cay đẹp trai được chưa? Trời ơi trời. Ok bạn ơi. Thì ngày hôm nay nè, mình đã mời Hero Team vào trong đây để quay chung với mình một video Minecraft nữa bạn ơi. Và ngày hôm nay vẫn tiếp tục sẽ là thử thách của những bạn fan nha. Rồi ok, thì bạn đang thấy nè, hiện tại là mình với lại là mọi người ở trong Hero Team á là gọi là đang có nửa team ở trong Minecraft mọi người ạ. Và với nửa team này thì bọn mình sẽ phải phá đảo Minecraft, giết con rồng Ender các bạn ơi. Mặc dù chúng ta chỉ có nửa team thôi, nhưng bù lại chúng ta sẽ có sức mạnh của One Man. Nghe không? Vậy? Biết One Man lại không? Biết cái biết One Man lại không? Tôi biết để tôi diễn tả coi đúng không nè. Tôi thử nha. Sao? Bây giờ tôi diễn tả rồi nha, là cái ông đầu chọc đúng không? Mang cái găng tay màu đỏ đấm một phát là người ta lủng tường, lủng đá, lủng đất luôn, lủng tất cả mọi thứ luôn, đúng không? Trời ơi. Thôi bà chỉ cần nói đại là gọi là một cái ông gọi là người ta đấm một phát là chết luôn á, cái kiểu thế thôi, là đơn giản thôi mà. Đây bây giờ mình ví dụ cho các bạn nha. Chẳng hạn ở bên kia mình thấy con ngựa màu đen các bạn. Bây giờ mình sẽ gọi là test cho bạn xem nha. Đây mình là trở thành super không phải là Superman nữa mà cái này là One Boom Man một phát chết luôn. Wow. Ghê chưa? Ê, wow. Cái gì vậy bạn? Ghê quá đó. Nhưng mà có điều khác biệt ở đây là chúng ta chỉ có nửa team thôi, cho nên nếu như chúng ta mà bị quái vật quýnh có cái nhẹ thì chúng ta chết queo, cho nên là các bạn phải cẩn thận. Mặc dù là rất mạnh nhưng mà chỉ có nửa team thôi. Ok, và để xem coi liệu rằng là hôm nay mình Kyron, mèo Simi và Sammy bọn mình có giết được con rồng Ender hay không thì các bạn hãy cùng xem để có thể gọi là biết được kết quả nha. Ok. À quên, và trước khi vào video này các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhớ đến subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình, và cũng đừng quên là hãy có bên kênh YouTube của Sammy, Kyron và mèo Simi để đăng ký ủng hộ cho tất cả những người bạn của mình nữa nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu vào video nào. Let's go. Thì đầu tiên thì giống như những cái video sinh tồn thì chúng ta đầu tiên vô chúng ta phải đào gỗ trước. Ok rồi, đào gỗ đi. Cái gì vậy? Hả? Gì vậy? Với con mồi cái sẻng. Ủa ở đâu vậy? Sim có mồi cái sẻng nè. Ủa sao Sim có cái sẻng kim cương vậy Sim? Ủa tôi giết con mồi thì nó gì ta, nó cho tôi cái sẻng ra. Ghê ở đâu thử coi. Rồi có con gì không? Có con gà nè, tôi muốn thử con gà coi. Sim mới nhặt được cái cây đinh ba nữa kìa. Sim mới nhặt được cây đinh ba kìa. Mọi người cái nhìn nè, tôi lượm được nguyên một cây rìu netherite luôn, ghê chưa? Ông cặp đôi luôn, nguyên cặp đôi. Wow, ok rồi, hợp lý hợp lý. Vậy là cây này mình sinh tồn dễ. Trời ơi, cây này đào nhanh gì? Trời ơi trời, nhìn nè. Sao mình giết heo mà nó chỉ ra thịt heo thôi cho bạn, sao kỳ vậy? tại bạn nhỏ. Rồi. Ok. Sao, bây giờ ông đào gỗ đi, bây giờ để tôi đào đào đá nha, tại vì tôi okay. Có netherite nè. Ok. Đó, rồi. Bây giờ chia việc ra đào gỗ cho. Wow, mình nhận được rìu netherite bạn ơi. Wow. Vậy là quá xịn rồi. Được rìu netherite. Ê, mà khoan. Mình lượm được 64 cục obsidian. Ồ, được. Vậy tí nữa mình chế cổng địa ngục đi xuống dưới đổi đồ cho mấy con heo á. Ôi, hợp lý. Tâm ơi, tôi tìm được cái gì ta, cái đồ gì hồi sinh nè, là cái gì tôi biết tên thôi. À, cái đó thôi, cái nói đại là cái đồ hồi sinh đi, tôi cũng quên. Đúng rồi. Gì vậy? Vừa chết luôn mọi người ạ. Tôi quên mất là tôi chỉ có nửa tim thôi, tôi đào gỗ từ trên cao xuống xong tôi té chết luôn mấy ông ơi. Trời ơi. Trước tiên á, để có thể gọi là chúng ta gọi là giết được con rồng Ender, chúng ta cần phải gọi là đi đổi đồ cho gì ta, cho mấy con heo để mình lấy cái mắt Ender trước đã thì mới giết được, cho nên đúng rồi. Mà xuống khó nha Phong, tự nhiên xuống cái tự nhiên gặp con nào nó chọt mình cái mình chết queo luôn á. Ôi trời, nguy hiểm. Chờ tôi được táo vàng, mọi người xịn sò quá. Thôi bây giờ là chúng ta cần phải đi mai kiếm đồ càng nhanh càng tốt đi mọi người, chúng ta đứng đây xàm hơi nhiều rồi đó. Hình như là tôi nhớ là táo vàng trong đây khi bạn ăn bạn sẽ được tăng thêm 2 tim. Ôi đúng nè. Đúng rồi, còn táo vàng ơi. Ôi trời, quan trọng là chúng ta phải đi kiếm táo vàng á mọi người. Okay. Táo vàng cũng rất quan trọng nha. À quên, để tránh bị mấy con heo dưới địa ngục nó quýnh mấy bạn còn phải làm thêm cái giáp vàng nữa đó. Ê không ơi, trời sắp tối rồi nè. Ôi chết rồi, trời sắp tối phải kiếm giường ngủ. Ủa đi. Đúng rồi, lấy giấc miếng cừu. Hồi nãy tôi cũng có giấc miếng cừu á, chắc cũng được gọi là một cái giường. Ôi kim cương. Wow. Cái này không phải. Cái giường này. Có mấy cái, đủ có mấy cái. Đủ không? Tôi đủ giường ơi, đủ ai đủ. Ok rồi, ngủ nhanh. Đi ngủ. Nhanh sợ lắm rồi. Rồi.
mấy cái giường này bọn mình giữ lại nha, để tí nữa bọn mình giết rồng bằng giường. À không, tính ra mình đấm phát con rồng chết queo, cần gì giường. Không lỡ sao lỡ được không, đấm được không? Ai biết. Ê, vậy bây giờ cây nãy cả có obsidian này đúng không? Đúng rồi, mình có 64 luôn nè, có 64 cục. Mình có cả cái bật lửa luôn. Ờ, có bật lửa hả? Bật lửa. Ờ, hợp lý. Bật, ok. Bật lửa tôi có nè. Bạn có làm phù thủy không vậy mà sao có nhiều đồ vậy? Hợp lý, không lên làm phù thủy nha, không nên làm phù thủy nha. Ok trời, vậy trời. Được rồi rồi. Bạn làm cái cổng địa ngục đi, mình xuống địa ngục luôn à. Đây là xin hứa danh dự luôn là không hề gọi là bật chít nha. Ê, cho tôi đi với, cho tôi đi với. Ừ, đi chung mà. À, trời ơi, chuẩn bị đâu ăn cái gì mày ăn cả đói. Ủa khoan, sao pha nãy cay té xuống mà cay không chết. Ủa cay có được mình là do cái giày á, do cái giày á. Mình không phải càng táo vàng càng táo vàng. À vậy là bây giờ ok, đi qua nào mọi người ơi. Đi qua nào mọi người ơi. Ôi tính là hên nha, tính là hên nha. Bây giờ nè, ngọc Ender thì tôi có rồi, tại hồi nãy tôi đào than á, tôi có 16 ngọc Ender nè. Ồ, cảm ơn Sam nha. Mặc vô không rồi nó sẽ quánh mình á. Nè Sam cho Sam đôi giày nè Sam. Đó cho Sam đôi giày nè, giày kim cương luôn. Giày một được rồi, giày một okay. Được rồi, giày một được rồi, một vàng. Rồi thôi được rồi, đủ đồ rồi đó. Bây giờ bọn mình còn sợ ai đâu, mình đấm phát là chết quá giật mà lo gì. Giờ đi kiếm quay quỷ rồi mọi người. Ok mấy bạn ơi, và sau một thời gian tìm kiếm á thì mình và mọi người trong Hero Team cũng đã kiếm được cái tòa lâu đài đáng ghét bên kia các bạn. Đó trời, từ nãy giờ đi kiếm nó mệt chết luôn trời. Ok bây giờ mình đi qua đó nha mọi người. Ủa sao lắc quá ta, mọi người thấy lắc không? Thấy không, TB luôn á Phong, ghê quá rồi. Thấy game, thấy game luôn. nó hơi bị lắc đó mọi người. Ủa coi chừng té nha. Ở đây bên đây có đường nè. Đây đường bên đây nè, cẩn thận nha, té cái là chết. Ghê quá à. Ok rồi. À mà quên nữa mọi người, tôi nói mọi người nghe nè, hình như là bọn mình có nửa team á, là nhiều khi bọn mình chỉ cần gọi là sao, là bị con quỷ lửa nó bắn cho viên đạn thôi là chết queo luôn á. Thế thì đó, bây giờ phải né đạn đồ này nọ luôn, phải né đạn luôn. Không, tôi cho cái này nè, không, tôi cho cái này nè. Đâu cái gì? Tôi cho cái này nè. Đâu cái này nè. Tên mạng cái là tôi. Cái gì vậy? Ok. Yên tâm, nếu như Sam đã cho Phong cái vật tổ trường sinh này rồi thì Phong sẽ thực hiện vậy. Ê, mình cũng có hai cái lá bùa đó nè Phong. Ai cho cái? Ở đây đây. Thấy rồi, sim cầm cái đinh ba, sim ném cái con quỷ lửa, cái quỷ lửa trước mặt mình. Sao tôi không thấy ta? Đi thẳng về phía trước coi thấy, đi thẳng về phía trước coi thấy. Thấy rồi. Cẩn thận nha sim ơi, cẩn thận nha. Kìa nó chuẩn bị bắn bên kia. Coi chừng nha. Ôi né, coi chừng né đó. Hay quá, amazing quá. Hay quá, sim ơi. Ôi bên đây cũng có. Bên đây cũng có nha, Để tôi. Ôi. Mày hả mày? Ê, tôi chết rồi đó nè. Đây. Cái. Cái trên đây nó có cái lồng nè. Quýnh đâu. Ok. Được hai que rồi. Có đập cái này không? Không đập. Mình đứng đây mình đợi để mình quýnh nó chứ. Ở đây mình được một que nè. Mình chọt nó thôi là nó chết rồi đúng không? Mình chọt nó cái chết đúng không? Đúng rồi, đụng nhẹ cái là chết rồi. Trời đứng yên nha. Ê, quýnh nó. Ok. Rồi, ok. Ôi, mày quá. Có một tổ chân sinh. Ui mày quá. Ồ, Sammy xém nữa chết luôn. Trời ơi. Được hai que rồi. Đó cái đó là 12 cái hả? Trời 12 cái là đủ rồi. Về. Bây giờ bọn mình còn lâu mới kiếm được lại cái cổng địa ngục, cho nên cái đó xây cổng địa ngục mới đi cay. Ôi, hợp lý. Ừ giờ. Này không cần chết luôn nha anh em. Anh em coi. Cẩn thận nha. Chết là sao mình xuống vậy? Sao mình xuống giờ? Cái lóc cho mình. Đây. Tạm không được lắm. Rồi. Sợ lắm. Cái xây cái gì vậy? Ôi trời ơi. Bạn bình tĩnh. Ủa sao bạn xây cái cổng địa ngục hình vuông vậy bạn? Bạn bình tĩnh. Rồi đi vô thời luôn, ông cai ông xây rồi là phí người ta. Phí obsidian dễ sợ luôn trời. Dâu. Ok. Bây giờ là bọn mình là đang có 4 người nè bạn, thì bây giờ bọn mình sẽ cùng nhau gọi là xem coi ai sẽ là người giết rồng được trước nha, ai là người đầu tiên chạm được con rồng trước nha. Nhưng mà trước tiên bọn mình đi ngủ trước đi mọi người. Ai còn giữ giường không? Ngủ đi. Rồi bây giờ các bạn đã sẵn sàng đi giết rồng cùng với tôi chưa nào? Đi. Ok, và để xem coi liệu trong 4 đứa mình ai sẽ là người đầu tiên gọi là quýnh chết con rồng trước nha. Ok rồi, đi. Leo trên cao còn đặt mình. Có ai có áo có giáp quần mang vô cho nên đỡ mất tự tin không? Tôi thấy nó mất tự tin quá. Trời ơi, dăm ba con rồng quýnh phát chết luôn. Con nhà anh nó mày chết mày đi con. Con rồng okay. Mình đấm phát chết ngay mà, yên tâm. Quăng nè. Ồ, nó bay qua đây. Đây, hướng này. Đi về hướng này đúng không? Ok rồi. Anh em, tiến lên. Ở đây vẫn còn than nè mọi người, trên đường đi mà gặp than nhớ đào than nha mọi người. Cho có tôi, được cái tôi gì tôi hay cái đó. Cho giáp nè. Không Sam, cái này của Phong rồi, Phong không cho Sam đâu. Ai thèm, tôi có em gái tôi cho nè, cho đồ kêu kìa. Vậy hả, vậy uống hả? Trời ơi. Thiếu cái áo. Tôi à, bây giờ tôi chỉ cần nhất là vật tổ trường sinh thôi, tại vì có cái đó thì tôi mới không bị con rồng giết chết. Cái hồi trình tính ra vậy đó, tôi là người duy nhất bị mất mạng mọi người. Đâu, hồi nãy tôi cũng bị té chết mà. Sợ
Tại tính ra ai, tính ra chỉ có hai tụi mình là người bị chết hết không? Còn Simi với Caron chưa chết lần nào luôn á, trời kỹ dữ. Ui, một cái thang siêu to khổng lồ. Nhưng mà thôi, tôi không nhảy xuống đó đâu, tôi nhảy xuống đó tôi chết chắc. Và tôi sẽ đào thang trên đây. Ủa thế rồi, mất dấu rồi. Oh no. Cái gì vậy Kai, đừng có lạc nha Kai. Kai trẻ lạc rồi Phong ơi. Kai trở thành trẻ lạc mất tiêu rồi, trời ơi Kai lớn rồi còn đi lạc Kai. Lạc luôn kìa. Chị đi tìm được ơi, Kai ơi, thường nhảy nhảy đi, chị đi tìm cho. Này coi, cái đầu màu đỏ đỏ. À quên, đầu màu trắng. Kai ơi đừng cái gì. Thấy rồi. Cái gì lạc một cặp vậy? Ờ thấy rồi. Thấy rồi. Cái gì vậy? Cái gì vậy Kairon? Trời ơi, cái gì vậy? Kai ơi, Kai ở lại đây không? Xin giặt đồ giúp Kai, nhặt mấy cái quan trọng ra là được. May quá. Đâu, Sim ở đâu, chị tới nè. Đây, trời ơi, em phải đi lục độc quá. Tôi cảm thấy khổ cái đồng đội này quá, bạn ơi, đồng đội của tôi nướp quá à, trời ơi, trời. Ôi trời ơi mọi người ơi, tôi giết con gà được vật tổ trường sinh nè. Dạ, yeah, không cần đào thang nữa. Thích vậy? Giết động vật. Lý quá, lý luôn. Táo vàng phù phép. Từ từ, tôi đang lên đồ ăn nè. What the hell, tôi full cây máu rồi mấy bạn ơi. Tôi thắng chắc. Tôi là người giết rồng chắc chắn luôn. Tại vì tôi full lắm máu rồi, tôi không sợ chết giống mấy bạn nữa đó, mấy bạn ơi. Em phải không, mình nói trước nha, mình cũng có táo vàng enchant nha. Vậy à, kệ bạn chứ. Để coi ai là người giết con rồng đầu tiên à. Đây, tôi đang đi nướng thịt nè, nướng thịt cho mọi người ăn nè. Còn ông đi mình tôi không cho ăn đâu. Trời, nướng thịt làm gì, táo vàng đầy đây không chịu sinh mà nội. Tôi không có, tôi không có táo vàng, tôi phải phòng trường. Thì xin mọi người đi, mọi người có vừa đủ ăn nha. Lỡ sao, lỡ đói sao mà phải hồng trừ cái trường hợp xấu nhất cho Phong. 64 quả ăn đến khi nào hết? Ủa Phong, Phong có 64 quả hả? Đâu? Đúng rồi, tôi 64 quả em kem. Chiến hay Chi dụng gãy quá trời. Chơi đùa, chơi phải công bằng chứ, tôi sẽ chia cho mọi người. Chúng ta cứ đi rồi. Ai đi lộ hướng rồi Kai ơi. Đây, chọn Kai thử lòng thôi, thử lòng xin ơi. Thôi xạo quá Kai, Kai đi lạc cái đó đại, Kai thử lòng đồ. Đi lạc sao xong mẻo luôn, dễ sợ chứ hả? Hiểu luôn. Đây, hướng này mọi người, hướng này. Trời ơi, từ nãy giờ đi đến tận khuya luôn mà vẫn chưa thấy cọc ở đâu hết. Mệt mỏi khi phương luôn cái này rồi. Ồ, rồi. Nó chui xuống hả? Ờ, ok, vậy bên dưới, đào xuống. Ê, đào bên đây. Ôi, đi vào. Ôi, mọi người. Ê, táo vàng nè mọi người, táo vàng nè, ăn đi, ăn đi. May mà có táo vàng á. Ôi, quỷ hoa quá. Trời, may quá, cái táo vàng nó cứu người chứ. Bốn trái là đủ rồi đó, được rồi. Trời ơi. Tôi đào một phát một xuống tận đây luôn. Trời, bình tĩnh không nổi. Ê, cái chỗ này gần dữ vậy? Đâu có thấy gần rồi luôn á. Xuống đây. Trời ok ơi. Tôi sẽ uống thuốc nhìn trong bóng tối để cho dễ nhìn đường hơn. Tôi sẽ dẫn đường cho mọi người đi theo tôi. Đây, tôi thấy rồi. Trời, quá nhanh. Bà đây. Em đi đường này nè, Sim ơi, đi bên đây nè. Sim ơi, bà đi bên đường này cho nhanh, Sim bà đào làm gì vậy? Ok. Trời. Rồi. Đây là cái cổng ngu ngốc nhất mà tôi từng thấy, nó không có một viên ngọc Ender được. Trời ơi là trời. Thôi, chúng ta xuống địa ngục kiếm tiếp nào. Trời ơi, Kai ơi, xe cổng địa ngục cái gì vậy? Đây, bạn của mình tính. Đây, quạt lửa nè. Người có chắc là lúc tụi mình teleport là tụi mình có về đây đúng không vậy? Yên tâm đi, cứ đặt. Hả? Không có quạt lửa. Có tôi tìm được. Ừ vậy. Kairon nè. Kairon giờ vô dụng rồi, Kairon hết rồi là hữu dụng như ngày xưa. Trời ok bạn. Thôi, tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ tôi nhanh đoạn này đi các bạn, chứ đoạn này kiếm que quỷ lửa sẽ rất là lâu luôn á, cho nên là cho phép bọn mình gọi là cắt cái đoạn đi kiếm que quỷ lửa nha, cho nhanh nha. Ok, búng tay cái là bọn mình quay trở lại nè. Ok, thôi đi kiếm đi. Ok, chuẩn bị nè, 3, 2, 1 vô. Rồi ok bạn ơi, cuối cùng thì bọn mình cũng đã kiếm được que quỷ lửa rồi. Đưa đây đi Kai. Cái kiếm ở trong lâu đài. 6 cục. 6 cái hả? Ờ 6 cái đúng mà, dư mà. Ủa đâu ra cái nhiều ngọc Ender vậy? Mình lượm trong người mình. Cái gì? Bạn có phù thủy không đó? Không hề phù thủy nha. Ôi. Ok, tôi tin bạn. Tôi không là phù thủy luôn nha, trời, nãy giờ tôi chơi là guild luôn anh em. Ok, để coi có phù thủy nha bạn, nhưng mà thôi chắc Kai không có phù thủy đâu bạn ơi. Ok rồi, tiếp nè. Rồi. Ồ, thấy tôi bao cho tạo đi Phong ơi. Đây. Wow, nhiều táo quá. Ok, rồi bây giờ đếm 1 2 3 coi bốn đứa mình ai là người quấn con đồng đầu tiên nè. Vô. Rồi. Ôi. Cẩn thận. Chân té, chân té, chân nguy hiểm, chân nguy hiểm, chân té. Con đồng chuẩn bị nó bay tới là chết. Màu quá à.
Ok. Nè, tôi không có Ngọc Anh đồ, tất cả tạm biệt mọi người nha, mình đi trước đây. Mình đi đây. Tạm biệt mọi người. Không, mình có Ngọc Ender cho mình lên trước rồi. Còn Ngọc Ender cho mình quá rồi. Ngọc Ender cho mình quá rồi. Em có, em có. Con rồng sẽ thuộc về mình. Ủa Sim có sao Sim không đặt Ngọc Ender cho nhanh Sim đi bộ chứ vậy? Sim bị mọi người quá. Ủa mà khoan. Cái chỗ này. Mình phải tới chỗ này mình. Con rồng này là của mình, con rồng này là của mình. Mọi người tránh ra. No 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 mọi người ơi, dành nhanh mọi người. Đúng rồi, xuống đây em. What the hell? Nhưng mà hình như là Sim chọi trước chọi ai á. Trời ơi, không ngờ. Không ngờ người chiến thắng lại là mèo Simmy. Trời ơi. Ôi, tết quá. Tôi buồn quá mấy bạn ơi, tôi đứng kế con rồng, tôi chỉ canh con rồng nó xuống một xíu thôi, tôi quýnh nó cái rồi. Tại vì á, con rồng nó bay vậy á, mình đụng vô người nó là mình sẽ bị hất tung lên trời. Nên tôi không dám lại gần. Ai vậy Simmy? Tôi cũng có đinh ba mà ta. Sao tôi quên, tôi không có đinh ba mà ta. Không dùng đinh ba, không dùng đinh ba. Trời ơi, trời. Yes. Thôi ok, nói chung là trận này là mèo Simmy là người giành chiến thắng nha các bạn nha. Nói chung là ai không ơi, không ơi. Tâm ơi, đây có gọi là tính, đây là cuộc đánh rồng ngắn nhất trong lịch sử Minecraft không? Ừ, chạm nhẹ con rồng chút đi. Đó bạn ơi, vậy là coi như á, nói chung á là người quay video chưa chắc là người thắng, bạn hiểu không? Đó, cho nên là trận này là mèo Simmy là người giành chiến thắng nha. Ok anh em, xử mèo Simmy. Ủa, cái gì? Mèo Simmy. Mèo Simmy. Mèo Simmy à. Phong à, cái đòn. Cái đòn đứng lại. Múa hả? À, chạy đi cay, cay chạy đâu cho thoát. Cay chạy đâu cho thoát. Cay chạy. Cay chạy. Cay, cay đòn, cay đòn luôn. Từ đây tôi ý là bao cảnh. Để xem coi, ai thắng. Cu Yon nè, tôi cũng đang nhiều máu các bạn. Cu Yon nè. Cu Yon. Theo khiên nha. Cu Yon. Có khiên thì làm được gì? Ủa sao mình khỏe quá nãy giờ không ai chết gì? Ôi chết. Ăn táo liên tục. Phải cầm vật tổ trường sinh. Mình sẽ là người giành chiến thắng. Rồi cay ơi. Ui. Ui. Phong không biết rồi á, không biết thu lại, trời gà vậy. Vậy thu gì? Thu cái đinh ba thu lại được không nội, không chém á. Nhưng mà đinh ba nó bay rơi xuống dưới không thu được. À, tôi tưởng nó phải thu được. Trời có cái nảy lửa, tôi đang quay cam rất nảy là lửa quá, nảy lửa quá, cuộc chiến nảy lửa quá. Cuộc chiến nảy lửa của hai thằng đàn ông. Đánh gồng mà. À, nhớ là đi đánh gồng. Cãi luôn, quýnh luôn. Cãi chạy hả cãi, Phong là người giành chiến. Trời, cái này tôi định đánh xong nhưng mà thôi, không có cái không có cái đồ à. Cái gì? Làm gì? Cay. Thôi. Không cỡ. Sammy à? Gì vậy? Tôi sẽ cho Sammy người giành chiến thắng. Ôi, dễ thương nhở. Ôi trời, ủa gì vậy? Dễ thương. Ôi trời. Thôi xin lỗi qua, xin lỗi Sam giỡn. Tôi qua dislike video này. Ok bạn ơi, cái này chỉ là giỡn thôi nha. Nhưng mà mình nhường chiến thắng này cho Sam nha bạn. Mình giỡn thôi. Ok, chiến thắng vẫn là Sim ra nha. Sim vẫn thắng là Sim đánh rồng mà. Thôi à. Ok đúng rồi ha. Tính ra Sim là cái đánh rồng mà ta. Ok, thôi cái đoạn cuối này bọn mình chỉ đánh nhau giỡn giỡn cho vui thôi nha các bạn. Ok. Và cảm ơn, nói chung người chiến thắng vẫn là Simmy. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Và nếu như anh em thích video này đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình nha mọi người. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau nha. Tạm biệt. Bye. Yêu Sammy vãi đời.